Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, những tháng đầu năm 2023, hoạt động bán lẻ dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai có nhiều khởi sắc, doanh thu và lượng khách dần phục hồi, tạo đà tăng trưởng tích cực. Ghi nhận của phóng viên chương trình. 4 tháng đầu năm 2023, ngành bán lẻ tiêu dùng cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ. Như tại siêu thị này, đều ghi nhận chỉ số tăng trưởng ở cả doanh số bán hàng và sức mua. Bên cạnh sự phục hồi của nền kinh tế, các mặt hàng được sản xuất cung ứng liên tục đã đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu mua sắm cũng được áp dụng để tăng doanh số, thúc đẩy mua sắm trong dịp hè, cũng như cao điểm của mùa du lịch sắp tới. Trong cái mùa hè này, lượng khách cũng như là cái nhu cầu mua sắm cũng phải tăng từ 30 đến 50% so với lại bình thường. Trong bức tranh tổng thể của hoạt động thương mại dịch vụ 4 tháng đầu năm, điểm sáng rõ nhất là ngành du lịch dịch vụ khi lượng khách đến với Lào Cai tăng gấp 4 đến 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng cao đã góp phần quan trọng kích cầu để các ngành dịch vụ như nghỉ dưỡng lưu trú trở nên sôi động hơn. Sang tháng 6, lượng khách cũng sẽ bắt đầu quay trở lại và cùng với đó thì khách sạn chúng tôi cũng áp dụng những cái chính sách về giá bán linh hoạt và kèm theo các cái ưu đãi khuyến mại để thu hút khách hàng, đặc biệt là cửa khẩu Lào Cai đã thông thương trở lại và cũng đã áp dụng rất nhiều các cái chính sách để thu hút khách Trung Quốc đến với Lào Cai. Hết tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong toàn tỉnh đạt trên 8.100 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá, kinh tế phục hồi, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng cao trở lại đã tạo đà mạnh mẽ cho ngành thương mại dịch vụ của tỉnh tăng tốc. Nắm thời cơ, ngành công thương đang triển khai các kế hoạch kích cầu. Trong thời gian tới, một loạt các sự kiện mà Sở Công Thương sẽ tổ chức như là tuần lễ quảng bá xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các sự kiện về xúc tiến thương mại, đặc biệt là hội chợ quốc tế Việt Trung sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, là những sự kiện hết sức là lớn để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của bà con, của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian tới. Chủ động triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại cùng với sự năng động của các đơn vị doanh nghiệp, chắc chắn lĩnh vực dịch vụ thương mại thời gian tới sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Các ngành chức năng của tỉnh cũng đang tăng cường vai trò quản lý trong bình ổn giá cả thị trường, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.